đây là chợ Thiết là mình sao ta bán vàng không à? Không hiểu nổi, ai cũng nói là chợ Thiết mà bán vàng không. Chợ thì là tên Thiết phải không? Ờ, đúng bán rồi. Vàng không? Để mình xem là Ngọc Liên cầm đồ tưởng nó vàng đó. Bên đây nè Kim Khánh Giang rồi Hương Phát một giải luôn mọi người ơi. Chợ Thiết mà bán vàng không? Quá giàu. Vô đây mua thiết là không có, mua vàng thì có. Trời ơi, mắt tôi chá mắt rồi, chá mắt tôi không có coi được luôn á. Vàng không, trời mắt tôi á. Đúng rồi, trời mắt của tôi không biết hộp nào, nó sáng hộp nào đó, nó sẽ hộp vụ nữa. Sao hộp vụ á, thấy không? Tôi có một hộp rồi, nhảy thấy không? Tiệm vàng ha, chợ Thiết. Nhưng mà nổi tiếng là bán vàng. Không biết ở trong thì nó bán vàng nhiều không, chứ ở mặt ngoài đường thấy quá chừng tiệm. Nói chung là xấu tánh đói thôi á. Nhả biết không, mình kêu mình xấu đói. Không, em cũng y chang vậy đó. Dạ. Nói bụng tôi phan chứ mày không nói gì thôi. Đi quay phim á mà đó bụng là không quay. Ai quay gì quay đi. Rung quá. Rung quá. Nhạc chứ không muốn tính gì tính. Dạ, không có tập trung được. Dĩ thực gì tiên quá. Thì đúng rồi. Thằng Trung nó muốn kéo tôi một mình xuống gì đó, gì bị đứng chỗ gì đó. Dạ, dạ. Tại mình kêu ông Phan mình kéo ông Bày đi hả? À, dạ. Nó kêu có mình nữa không? Dạ, dạ. Thôi, bữa nào dạ. Chưa đặt bàn đánh vô trước phải không? Bà chị dâu nó chưa về nhà không? Quên đi. Mấy năm nữa cho tự do chút chứ. Dạ. Mới ngày đầu mà. Dạ. Biết từ từ phải không? Biết từ từ, mới ngày đầu thôi. Ngày mai. Đường này là đường Nguyễn Chí Thanh. Gần cái khúc bệnh viện Chợ Rẫy. Không khác nữa. Chợ Rẫy đây ha. Nhỏ tới lớn quen đó, độc thân là 22, 23 dạ. Thân chung đó. Dạ. Tới giờ ông hết độc thân. Tới bà chị nó còn tôn trọng nhanh chừng. Dạ. Nhớ lâu lắm mà. Ồ. Kỷ niệm đó. 20-30 năm. Mình không nói về tiền nha. Dạ dạ. Không, nói về tình nha. Không, cái đó mua không được đâu. Không được đó. Dạ, dạ. Bà chị nó hòa lan, nó hòa đi, nó ta biết mẹ chút được, ta biết mẹ anh Trường ơi. Thành nó suốt đời của tôi, cái đời của tôi, mẹ anh bà tôi suốt đời. À. Cái nhà hồi nãy luôn. Cái nhà đó rồi mà hồi xưa nó cũ lắm, nó tấp tập lắm. Ừ. Như là lá, già, nhà tôn vậy à. Dạ, dạ. Cũ lắm. Bên trên nó tôn, nó làm ba cái, nó làm ba cái, dạ. Làm ba cái mây á. Dạ. Có cái rồi. Cây á cho nó lá nó rớt xuống mấy tôn á. Dạ. Ông lên ông quét. Ừ. Quét nó không sợ nó đặt cái làm cái mây. Lại nhiều lúc chú Cường lúc đó ông tỉnh. Còn ông dạ. Trung ông lúc đó ông bối rối rồi. Quýnh rồi. Điểm như người thân á, người thân cái quýnh. Xót hết cái đường rồi đó. Dạ dạ. Quýnh quá. Quýnh quá. Chú Cường này nhờ ông giúp cái đó nhớ đời luôn. Kỷ niệm nhớ đời. Đó này bao nhiêu sum nè, cũng ngon nè. Nhưng mà nó đa số là nó điểm tâm là chánh. Nhưng mà hồi xưa tôi ăn điểm tâm ở đây là 4 đô một lần. 2.000 đô đi vào đang nè. Dạ. 4 đô á tôi ăn ở đây á, lúc đó là 4 đô tôi về Việt Kiều về đây là 4 đô. Dạ. Chỗ mà tôi nhả cái chỗ này là nhả đó không, mình ăn á. Giờ một cái nhỏ này đứng ngay nó dò mình ăn mình nhả quá đi. Nó phục vụ. Nó phục vụ phải không? À. Nó thiếu một cái à, nó thay chén thay dĩa tùm lum la. Thay dĩa thôi còn trời đất ơi, tôi nói trò làm gì mà mẹ gì. Cứ mỗi món là một cái dĩa cái chén khác nhau. Nó cái tiền thiếp. Đúng không? Chứ không, với cái nhà hàng này nó vậy đó, nó phong cách phục vụ. Tận tình rồi. Theo lẽ lịch sự á, để người ta ăn xong mới dọn. Thí dụ tôi đang nói chuyện với nhã nhỏ à. Nói giữa chừng bây giờ mình dọn. Nói giữa chừng nó ngưng lại, đứng lại cái muốn nói gì nữa. Không có đâu, chắc còn thiếu cái màn nó đút cho chú Cường ăn luôn á. Nãy mình chặn miệng người ta rồi, hiểu không? Dạ đúng rồi, nó ý đó mình chặn. Nhiều lúc mà nó tốt quá mà nó dư. Nó chặn người ta rồi. Nó dư. Chưa bán mình chạy xuống dưới 48 đô. Tiệm bán mà chưa bán rồi à, bên Phan Xích Long cái gì? Còn 48 rồi, nhớ 48 chứ còn không biết. Rồi, ngay cái chỗ này thôi. Nhưng mà ban ngày không biết sao đây. Không biết, 48 không có là góc tạo gì. Qua 3 tháng 2 luôn. Phục xe đạp Phan Xích Long. Thẳng xích phục xe đạp.
giao ba cái đầu công với cùng cái tường. Anh Long cũng nhận đó hả? Tôi là chủ 27 anh Xích Long đây nè, phải Xích Long của mình nè. Nhận à, chú Hoài cũng nhận. Phải Xích Long đâu cũng nhận nha. Sao? Chết luôn rồi. Dạ, dạ, phải nghe chú nói đồ nó cũng nhận. Tại vì anh thích ăn đồ cái gà ác hầm rồi đó. À, gà ác chỗ đó là nhiều nhất. Ở khu người Hoa là vòng vòng đây không chứ. Dạ. Heo heo mà mất cửa phố Sài Gòn ha, kiếm đồ ăn.